Bài hôm nay ta đi xét dấu tích thương các nhị thức bậc nhất và ứng dụng của chúng. Ta đi ví dụ thứ nhất, xét dấu các biểu thức a à, fx bằng 4x 3 nhân cho 7x 5. Đây là tích hai nhị thức. Thì để xét dấu biểu thức fx ta làm như sau. Bước thứ nhất, ta cho 4x 3 bằng 0. Giải phương trình này ta được x bằng 3 phần 4. Rồi giải phương trình trừ 7x cộng 5 bằng 0, x bằng 5 phần 7. Bước tiếp theo, ta lập bảng xét dấu. Ta thả các biểu thức cần xét vào. X là số thực chạy từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. À, ta có hai nghiệm là 3 phần 4 và 5 phần 7. Để so sánh hai nghiệm này, coi nghiệm nào lớn hơn, thì ta có thể bấm máy hoặc là nghiệm thứ nhất ta nhân cả tử và mẫu cho 7. Nghiệm thứ hai nhân cả tử và mẫu cho 4. Thì ta được mẫu chung là 28 và trên tử thì ta có lần lượt là 21, 20. Như vậy ta có 5 phần 7, nó nhỏ hơn 3 phần 4 cho nên ta ghi trước. Cái bước so sánh này là quan trọng. Đứa nào nhỏ thì đứng trước, lớn thì đứng sau. 5 phần 7 là nghiệm của phương trình trừ 7x cộng 5 bằng 0. 3 phần 4 là nghiệm của 4x trừ 3 cho nên tại đây nó bằng 0 tại x bằng 5 phần 7 và 3 phần 4 thì làm cho fx bằng 0. Ta sẽ dấu nhị thức 4x trừ 3. Có hệ số A là 4 dương. Cho nên bên phải số 0 cùng dấu với hệ số A mang dấu dương. Bên trái trái dấu với hệ số A mang dấu âm. Sẽ dấu nhị thức trừ 7x cộng 5. Có hệ số A là trừ 7 âm. Cho nên bên phải số 0 mang dấu âm. Bên trái số 0 mang dấu dương. Ta thấy fx là tích hai nhị thức. Nên dấu của f(x) thì ta sẽ lấy dấu của nhị thức thứ nhất nhân dấu của nhị thức thứ hai nhân theo cột trừ nhân cộng bằng trừ trừ nhân trừ bằng cộng cộng nhân trừ bằng trừ thì đây là dấu của f(x) bước tiếp theo kết luận dựa mà bạn sẽ dấu ta có f(x) âm có nghĩa là bé hơn không nhìn lên dòng x khi x thuộc khoảng trừ vô cùng đến 5 phần bảy và 3/4 đến dương vô cùng. Fx, f(x) dương có nghĩa là lớn hơn 0. Nhìn lên dòng x ta thấy x thuộc x thuộc khoảng 5/7 đến 3/4. f(x) bằng 0 khi x 5/7 hoặc là x 3/4. Thì đây là các bước xét dấu tích các nhị thức. Ta đi qua ví dụ tiếp theo. Xét dấu f(x) bằng 5x 10 chia cho 1 trừ 3x thì đây là thương của hai nhị thức để xét dấu thương của hai nhị thức ta đi lần lượt các bước sau bước thứ nhất uh, cho tử số bằng 0 mẫu số bằng 0 ta giải các phương trình này được nghiệm là x bằng 2 và x bằng 1 phần 3 qua bước 2 là bảng xét dấu ta có hai nghiệm là 2 và 1 phần 3 thì 1 phần 3 nó nhỏ hơn nên ta ghi trước rồi đến nghiệm 2 tại đây thì nhị thức 1 trừ 3 x bằng 0 tại đây thì nhị thức 5 x trừ 10 bằng 0 tại x bằng 1 phần 3 thì làm cho mẫu số của fx bằng 0 mẫu số bằng 0 thì fx không xác định và ta thể hiện là dấu hai gạch sổ xuống tại x bằng 2 thì tử số của cái biểu thức Fx bằng 0 nên Fx bằng 0. Ta đi xét dấu nhị thức 5x-10. Có hệ số A là bằng 5. Dương cho nên bên phải số 0. Dương bên trái số 0. Âm. Xét dấu nhị thức 1-3x. Có hệ số A là trừ 3x. Âm. Nên bên phải số 0. Âm. Bên trái số 0. Dương. Dấu của fx fx là thương hai nhị thức cho nên dấu của fx thì ta lấy dấu của tự nhân cho dấu của mẫu tương ứng là trừ nhân cộng bằng trừ trừ nhân trừ bằng cộng cộng nhân trừ bằng trừ đây là dấu của fx bước tiếp theo kết luận dựa vào bảng sẽ dấu fx âm có nghĩa là bé hơn không khi x thuộc khoảng ta nhìn lên dòng x tương ứng là x thuộc trừ vô cùng đến 1 phần 3 và khoảng 2 đến dương vô cùng fx dương có nghĩa là lớn hơn 0 khi x thuộc khoảng 1 phần 3 đến 2 fx bằng 0 khi x bằng 2 đây là các bước xét dấu thương của hai nhị thức ừ, so sánh tích và thương hai nhị thức thì nó có sự khác biệt ở dòng cuối cùng đó là cái nhị thức nằm ở dưới mẫu thì làm cho fx không xác định để thấy ứng dụng của tích thương các nhị thức ta đi làm câu hỏi sau đó là tìm x để fx lớn hơn không như vậy dựa vào câu b thì ta thấy ngay fx lớn hơn không khi x thuộc khoảng 1 phần 3 đến 2 và khi mà fx lớn hơn không thì tương ứng là 5x 10 chia cho 1 trừ 3x lớn hơn 0 Ta có fx lớn hơn 0 Bé hơn 0 Lớn hơn hoặc bằng 0 Bé hơn hoặc bằng 0 Thì ta gọi là bất phương trình Như vậy ta thấy ngay ứng dụng của xe chấu nhị thức là Để giải bất phương trình Để thấy rõ hơn ứng dụng của nó Ta đi qua ví dụ tiếp theo Ví dụ giải bất phương trình A à, 5x 4 nhân cho 7 trừ 2x lớn hơn 0. Giải bất phương trình là tìm các giá trị x để nó thỏa mãn bất phương trình này. Thỏa mãn mệnh à, đề này. Có nghĩa là tìm x để cho vế trái nó lớn hơn 0. Thì các bước làm như bài xét dấu thôi. Bước thứ nhất ta cho các nhị thức bằng 0. Đó là 5x 4 bằng 0 và 7 trừ 2x bằng 0. Giải phương trình ra ta được x bằng 4 phần 5 và 7 phần 2. Bước 2. Lập bảng xét dấu. Ta có nghiệm là 4 phần 5 và 7 phần 2. Thì ta thấy ngay 4 phần 5. Nó bé hơn 7 phần 2. Nên 4 phần 5 viết trước, 7 phần 2 viết sau. Dòng x thì ta phải sắp xếp thứ tự. Với x bằng 4 phần 5 thì tại đây nó bằng 0. x bằng 7 phần 2 thì tại đây nó bằng 0 ta à, x bằng 4/5 thì làm cho vẽ trái bằng 0 x bằng 7/2 thì làm cho vẽ trái bằng 0 ta sẽ dấu nhị thức 5x 4 ta có hệ số a là 5 Dương nên bên phải của số 0 Dương bên trái số 0 âm ta xét dấu nhị thức 7 2 x có hệ số a là âm2 nên bên bên phải của số 0 là âm bên trái số 0 là dương tiếp theo ta sẽ dấu của phía trái thì ta nhân theo cột dấu của nhị thức thứ nhất nhân cho dấu của nhị thức thứ hai tương ứng là trừ nhân cộng bằng trừ cộng nhân cộng bằng cộng cộng nhân trừ bằng trừ bước tiếp theo dựa vào bạn sẽ dấu kết luận theo yêu cầu của đề thì ta tìm x để cho v trái lớn hơn không nghĩa là v trái mang dấu cộng thì dựa vào bảng biến thiên ta thấy v trái mang dấu cộng khi x chạy từ 4 phần 5 đến 7 phần 2 vậy nghiệm của bất phương trình s bằng khoảng 4 phần 5 đến 7 phần 2 Ta đi qua ví dụ B trừ 4x trừ 8 nhân cho 14x cộng 2 bé hơn hoặc bằng 0. Để giải bất phương trình này thì ta đi lần lượt các bước. Bước đầu tiên đó là cho các nhị thức trừ 4x trừ 8 bằng 0 và 14x cộng 2 bằng 0. Giải nghiệm ta được x bằng trừ 2 và x bằng trừ 1 phần 7. Bước tiếp theo lập bảng xét dấu. Sắp xếp các nghiệm lên bảng xét dấu thì ta thấy nghiệm trừ 2 nhỏ hơn nên biết trước rồi đến trừ 1 phần 7. Tại đây thì làm cho nhị thức trừ 4x trừ 8 bằng 0. Và tại đây thì làm cho 14x cộng 2 bằng 0. Tiếp theo, ta sẽ chấu vế trái thì ta nhân theo cột ta có kết quả là trừ cộng trừ. Bước 3 kết luận theo yêu cầu của đề là cái vế trái của ta bé hơn hoặc bằng không dựa vào bảng biến thiên ta thấy vế trái bé hơn không khi x chạy từ trừ vô cùng đến trừ hai và trừ một phần bảy đến dương vô cùng nên tập nghiệm của ta sẽ là s bằng nửa khoảng trừ vô cùng đến trừ hai và trừ một phần bảy đến dương vô cùng tại âm vô cùng, dương vô cùng thì luôn là giống hoặc tròn. Tại trừ 2 và trừ 1 phần 7 thì làm cho vế trái bằng 0. Theo yêu cầu của đề, vế trái của ta là âm hoặc bằng 0. Cho nên nó sẽ là giống hoặc vuông. Ta qua ví dụ tiếp theo, bất phương trình thương. Bất phương trình có chứa mẫu. Giải bất phương trình 2 trừ 4x chia cho 7 cộng 5x bé hơn không để giải bất phương trình thì ta đi xét dấu về trái để xét dấu về trái thì ta làm lần lượt các bước đến đây thì ta làm nhanh các bước rồi đến đây ta có bảng xét dấu của vế trái là trừ cộng trừ theo yêu cầu của đề thì ta cần là vế trái bé hơn không bé hơn không nghĩa là vế trái âm dựa vào bảng xét dấu nhìn lên dòng x ta thấy khi x thuộc khoảng trừ vô cùng đến trừ bảy phần năm và 1 phần 2 đến dương một cùng. Vậy tập nghiệm của ta là Ta qua ví dụ tiếp theo, ví dụ D. Giải bất phương trình trừ 3x trừ 3 chia cho 4x cộng 7 bé hơn hoặc bằng 0. Ta đi làm nhanh bảng xét dấu để xét dấu phía trái của bất phương trình này. với x bằng trừ 7 phần 4 thì làm cho biểu thức dưới mẫu của vế trái bằng 0. Cho nên vế trái nó không xác định ta thể hiện bằng dấu hai gạch với x bằng trừ 1 làm cho tử số của vế trái bằng 0. Cho nên vế trái nó bằng 0. Ta lần lượt đi xét dấu các nhị thức. Ta có kết quả xét dấu nhị thức trừ 3x trừ 3 là 4x cộng 7 là từ đó ta có dấu của vế trái là Ta qua bước tiếp theo, kết luận. Theo yêu cầu của đề, vế trái bé hơn hoặc bằng 0, nghĩa là vế trái âm hoặc là bằng 0. Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy vế trái âm khi x chạy từ trừ vô cùng đến trừ 7 4 và trừ 1 đến dương vô cùng. Trừ vô cùng, cộng vô cùng thì luôn là dấu ngoặc tròn. Tại trừ 1 thì làm cho vế trái bằng 0 nên tại trừ 1 là dấu ngoặc vuông. Tại trừ 7 phần 4 thì làm cho vế trái không xác định. Cho nên tại đây ta dùng dấu ngoặc tròn. Như vậy qua hai ví dụ này ta thấy nếu đề cho giải bất phương trình dấu lớn hơn, bé hơn thì phần kết luận luôn là hoặc tròn Còn dấu lớn hơn hoặc bằng bé hơn hoặc bằng thì ta dựa vào cái bảng sẽ dấu để ta kết luận đó là có thể vuông có thể tròn ta thấy tại dấu hai gạch thì mặc định của nó sẽ trả về đó là dấu hoặc tròn dấu hai gạch dấu không xác định thì luôn là dấu hoặc tròn còn lại cái dòng cuối cùng mà tài không ta nhìn lên nếu mà có bằng không nữa thì ta sẽ dùng ngoặc vuông còn mà không bằng không thì luôn là ngoặc tròn các em coi kỹ ví dụ d vì trong quá trình làm trắc nghiệm làm uh, tự luận thì các em hay sai ở bước kết luận của ví dụ d trên đây thầy đã giới thiệu cho các em về cách xét dấu tích thương các nhị thức bậc nhất và ứng dụng của nó để giải bất phương trình các em cố gắng coi kỹ để hiểu để tránh sai sót trong quá trình làm